Phạm Hiếu bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè của Phạm Hiếu đang theo dõi YouTube qua mạng ảnh nhỏ cũng như kết nối wifi qua TV nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2019. Còn có một hai ngày nữa là Tết rồi anh em ơi. Thì hiện giờ Hiếu đang đi ghi hình giúp cho một anh chị đang nhờ Hiếu quay bán miếng đất này là 4.300. 4.300 đất lúa người thành phố Hồ Chí Minh được đứng tên trên sổ hồng chính chủ nha thì đất này là cao gáo cứng chắc đây là đây là cái bờ nên em thấy không đây là cái bờ vuông nó từ cái mí trắng trắng đó vuông qua đây đó thì để hiếu quay cho các anh em theo dõi nha đó giáp dòng hết là bốn ngàn ba tức là bốn công ba đó anh em bốn à, bờ vuông rất là tốt và chủ cũng đã múc sẵn cho mình để mua để làm của hoặc đầu tư hoặc là làm nhiệt biệt thự giường trang trại giường nghỉ dưỡng đó thì đất này á, là đường xe ba gác cách đường xe hơi khoảng 300 m và từ đường xe hơi ra đường nhựa tỉnh lộ 816 khoảng mắc khoảng chừng 400 m nữa, tức là khoảng 700 m là vô tới đất này. Thì miếng đất này là điện nước quay hoay đầy đủ tới chỗ cho, cho đất mình luôn anh em. Thích hợp cho các anh em ở thành phố Hồ Chí Minh 24 quận huyện mua đất này để dành làm của à, xây nhà vườn, biệt thự vườn hoặc đầu tư thì miếng đất này rất là tốt nha anh em. thì hiện giờ chủ đang rất là cần tiền muốn bán miếng đất này mau bán lẻ là 1 tỷ 50 triệu còn thương lượng nhẹ cho anh em hoặc là bao cho anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đứng tên trên sổ hồng đất lúa và xây dựng nhà thoải mái luôn nha anh em. Đó thì hôm nay hiếu giúp các anh em đi ghi hình miếng đất này trời nắng rất là nắng và à, hiếu xin mời các anh em là theo dõi miếng đất này hết cái YouTube nha. Đó à, thì chủ cũng rất là thiện trí Mong muốn anh em nào cần thì gọi cho Hiếu là 0913 871 Hiếu sẽ dẫn anh em đi xem miếng đất này trực diện và rất là đẹp anh em ơi Rất là đẹp nó Hiếu đi bốn bờ này ha Thì anh em thấy không Đằng đó là cái chùa đó, Cái chùa đó, Cũng có rất là nhiều người tới lui thường xuyên Đó và đó thì chủ cũng đang đi trên miếng đất đó đó anh em thấy không và chủ à, bả nhờ quay dùm đó thì bây giờ đó anh em thấy không Đó hiếu quay tổng thể hết bốn bờ Rất là cao gáo ngay đất này Về là cắt nhà liền luôn đó anh em Cắt nhà liền luôn đó Thì à, miếng đất này á, là về thành phố Hồ Chí Minh của mình á, Nơi công viên Phú Lâm mắc khoảng 33 km Tương đương với khoảng 1 tiếng 15 phút đồng hồ và rất là tiện lợi cho các anh em thứ bảy và chủ nhật về đây các nhà vườn để nghỉ dưỡng trồng cây bóng mát tận hưởng cuộc sống điền nhiên rất là tốt và đa giá đất hiện giờ nó cũng đang dao động rất là phát triển ở Bình Hòa Nam này à, thì miếng đất này tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ tỉnh Long An nghe anh nghe các anh chị em đó thì Hiếu quay cho các anh chị em thấy được là chủ cũng rất là thiện chí càng bán mau bán lẹ miếng đất này rẻ giá cũng cũng ngọt cho nên miếng đất này giá 1 tỷ 50 triệu còn thương lượng cho anh em hoặc là bao giấy tờ cho anh em được đứng tên À, trên sổ hồng đất lúa thì anh em cần gọi cho Hiếu thì Hiếu sẽ cùng với gia đình của người chủ đi xuống đây để dẫn anh em xem đất cũng như anh em thích thì Hiếu làm môi giới dịch vụ cho anh em để cho anh em làm mau lẹ cũng như dịch vụ giấy tờ thì Hiếu sẽ làm luôn cho anh em luôn nha đó thì anh em thấy không đường đã xanh thì chủ cũng thiện chí nè đó à, anh em thấy không đất này đi ra bây giờ Hiếu quay tổng thể một lát nữa rồi Hiếu đi ra ngoài đường nha để cho anh em thấy nha. Đó anh em thấy không Rất là cao ráo mà cứng dắt nha Rất là thiên nhiên và rất là Thích hợp để đầu tư hoặc làm nhà vườn biệt thự. đó anh em thấy không Đường đã xanh nè Gác vô tới chỗ luôn Và em đi thẳng ra một chút xíu Chừng khoảng 50 m thôi là để tới cái chùa rồi Mà đường đá xanh này chạy ra đường Xe hơi là khoảng 300 m thôi Và về ra đường tỉnh lộ 816 Nơi đó có chợ, trường học à, quỹ ban tất cả các tiện lợi cho mình cách trọn chẹn chừng khoảng chừng một cây gửi số thôi rất là điều kiện rất là tốt đẹp cho mình để mà mình về đây sinh sống, nghỉ dưỡng cũng như là à, về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là tiện lợi cho các anh em. thì anh em càng gọi cho liền cho Hiếu ngay miếng đất này à, rất là sáng đất và rất là cao ráo thì à, anh em gọi cho Hiếu là 0913871833 Hiếu sẽ à, nói với chủ có một cái giá rất là tốt cho các anh em để mua đầu tư hoặc làm nhà vườn. À, xin à, chúc tất cả các anh em buổi chiều. À, luôn vui vẻ hạnh phúc các tường à, thành tựu nha